Chào tất cả mọi người nha, mời mọi người ăn mì gạo nếp cải xà lách với gạo muống với hột vịt lộn, hột vịt lạc luộc nha mọi người. Mời cả nhà ăn cùng mình. Ăn mì xịt nước tương đen nha mọi người. Hột lộn mọi người. Không.